Chào mừng các anh chị đến với Tinh Hoa LOM. Hôm nay tôi chia sẻ các anh chị một vấn đề rất là quan trọng khi chúng ta đã sau khi chúng ta đã tuyển chọn được một nhà phân phối mới. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đây là những cái điều mà cần làm ngay của một nhà phân phối mới là gì? Và tôi chia sẻ các chị một lần như thế này. Ba điều cần làm ngay của nhà phân phối mới. Điều thứ nhất là nhà phân phối các anh chị phải nghe lập tức, các anh chị phải học. Học là gì các chị? Các anh chị học về công ty, các anh chị học về sản phẩm, các anh chị học về chính sách kinh doanh. Và các anh chị phải có được một cái nền tảng kiến thức tương đối, các chị tương đối là cơ bản. Ở đây tôi không muốn nói rằng là các anh chị phải uyên thâm trong cái công việc kinh doanh này, nhưng những điều cơ bản đó các anh chị cần phải nắm. Cái điều thứ hai các chị cần làm ngay là làm song song ngay cùng lúc các chị. Điều thứ hai là gì? Chúng ta cần phải trải nghiệm sản phẩm. Có một số các anh chị suy nghĩ một cách rất là sai lệch rằng là tôi vào đây để kinh doanh, tôi không cần dùng sản phẩm các chị, tôi chỉ bán sản phẩm. Và điều quan trọng tôi quan tâm lớn nhất là gì? Là sao tôi có lợi nhuận trong công việc kinh doanh này. Và đó là cái sai lầm hết sức là cơ bản. Cái điều quan trọng của cái việc trải nghiệm sản phẩm rằng là khi chúng ta hiểu sản phẩm, chúng ta trải nghiệm sản phẩm, chúng ta tin vào sản phẩm, thì chúng ta bằng những việc đó chúng ta mới có thể chia sẻ với khách hàng một cách trung thực được các bạn. Các anh chị hiểu về sản phẩm sau khi trải nghiệm sản phẩm thì cái niềm tin của chúng ta đặt vào sản phẩm thì chúng ta mới có cái niềm tin lớn trong cái công việc kinh doanh này. Và đó là một cái bước rất quan trọng. Và bước thứ ba các anh chị cần làm ngay rằng là các anh chị phải làm theo cái mô hình kinh doanh. Có nghĩa rằng là trong một số công ty các chị, chúng ta có cái hệ thống, chúng ta có cái mô hình kinh doanh. Và điều đầu tiên là các chị hãy thực hiện theo mô hình đó. Ví dụ như là làm một số công ty, chúng ta nói rằng là ngay lập tức sau khi bạn vào, bạn nên đi theo mình tuyển chọn nhà phân phối, bạn đi theo mô hình 3 người, mô hình 4 người hay là mô hình 5 người. Và lập tức các bạn phải làm theo cái mô hình kinh doanh đó, là ngay lập tức các bạn phải tạo ra những người tuyển dưới. Thì bằng việc rằng là bạn học, bạn trải nghiệm sản phẩm và bạn làm theo mô hình thì điều đó có thể giúp cho các bạn là ngay lập tức cái công việc kinh doanh của bạn nó tạo ra được những cái kết quả, và điều đó nó sẽ là cái nguồn động viên rất lớn của bạn để các bạn thực hiện cái bước kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.